cuộc chiến giữa Israel và tổ chức Hồi giáo Hamas của người Palestine chưa có dấu hiệu chấm dứt và nguy cơ về một cuộc xung đột lan rộng tại Trung Đông đang ngày càng gần hơn. Trong khi đó, Israel đang bị tấn công từ 7 hướng bao gồm Gaza, Lebanon, Syria, Bờ Tây, Iraq, Yemen và Iran. Tuy nhiên, Israel đang tiếp tục tấn công dải Gaza do Hamas kiểm soát nhằm đáp trả vụ Hamas tấn công Israel ngày 7 tháng 10. Giới lãnh đạo Israel cho rằng xóa sổ Hamas hoàn toàn sẽ là cách tốt nhất để ngăn chặn các vụ việc tương tự trong tương lai. Chiến dịch Gaza của Israel đã khiến hơn 20.000 người ở Gaza thiệt mạng. Theo giới quan sát, điều này sẽ khiến Israel có nguy cơ trở thành mục tiêu chung của thế giới Hồi giáo và các lực lượng ủng hộ Hamas vốn nhân danh người Hồi giáo Palestine. Kính chào quý vị khán giả, những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã triển khai máy bay không người lái tấn công thành phố cảng Eilat, Israel. Các cuộc tấn công leo thang nhằm vào lực lượng Mỹ và hoạt động vận chuyển hàng hóa trên biển đang làm dấy lên lo ngại xung đột ở dải Gaza lan rộng, dẫn đến hậu quả về chính trị và kinh tế. Nguy cơ này càng tăng sau khi Israel lên tiếng cảnh báo chiến dịch quân sự nhằm vào nhóm vũ trang Hamas ở dải Gaza sẽ kéo dài trong nhiều tháng, bất chấp Mỹ kêu gọi giảm cường độ cuộc xung đột. Theo đài CNN, tình hình an ninh ngày càng xấu đi tại Ấn Độ Dương, Biển Đỏ và khắp Trung Đông trở thành cơn đau đầu mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, cũng như đe dọa buộc Washington phải can dự sâu hơn. Tổng thống Biden đã ra lệnh không kích các cơ sở do lực lượng Qatar Hezbollah thân Iran sử dụng ở Iraq. Mỹ cáo buộc nhóm này đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công căn cứ không quân Erbil, khiến một binh sĩ Mỹ bị thương nặng. Đây là cuộc tấn công mới nhất từ các nhóm ủy nhiệm của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ đang tham gia hoạt động chống khủng bố ở Syria hoặc Iraq. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh, Washington không tìm cách leo thang xung đột trong khu vực, nhưng sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết hơn nữa để bảo vệ người dân và các cơ sở của Mỹ. Ông Christopher O'Leary, chuyên gia về giải cứu con tin, hôm 26 tháng 12 nhận định tình hình tại khu vực luôn có nguy cơ trở nên xấu đi dù kịch bản tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra. Đối với Mỹ, ranh giới giữa phản ứng tương xứng và răn đe hiệu quả ngày càng mỏng manh. Vấn đề lớn hơn giờ đây là liệu các cuộc không kích mới nhất của Mỹ, vốn bị Iraq xem là hành động thù địch, có ngăn chặn được các cuộc tấn công tương tự trong thời gian tới hay không? Ông Aaron David Mueller, thành viên cấp cao tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế Mỹ, lập luận Washington sẽ buộc phải hành động quyết đoán hơn nếu có binh sĩ Mỹ thiệt mạng bởi một nhóm nào đó tại khu vực. Trong diễn biến mới nhất, lực lượng Houthi tại Yemen được Iran hậu thuẫn hôm 26 tháng 12 tuyên bố đã triển khai máy bay không người lái tấn công thành phố cảng Eilat, Israel, bên cạnh mục tiêu tàu thương mại trên Biển Đỏ. Theo Houthi, đây là động thái nhằm gây sức ép để Israel chấm dứt chiến dịch quân sự ở dải Gaza. Mỹ cho biết Houthi đã tiến hành hơn 100 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào 10 tàu vận tải thương mại có liên hệ với hàng chục quốc gia. Động thái này làm gián đoạn đáng kể tuyến đường vận tải biển quan trọng khi khiến một số tàu phải đổi lộ trình và gánh thêm chi phí. Để đối phó, Mỹ gần đây thông báo lập một liên minh quốc tế để tuần tra và bảo vệ tàu hàng khỏi các cuộc tấn công của Houthi. Iran cho đến giờ vẫn phủ nhận cáo buộc hỗ trợ lực lượng Houthi tấn công tàu thương mại. Dù vậy, nước này cảnh báo Israel sẽ phải trả giá cho cuộc không kích khiến ông Sayyed Razi Mousavi, cố vấn cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, thiệt mạng tại Syria. Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố Israel đang tham gia cuộc xung đột nhiều mặt trận, gồm dải Gaza, Bờ Tây, Lebanon, Syria, Iraq, Yemen và Iran. Ông cảnh báo bất kỳ bên nào có hành động chống lại Israel đều sẽ trở thành mục tiêu tiềm tàng. Trong khi đó, còi báo động vang lên liên tục ở miền Bắc Israel khi lực lượng Hezbollah tại Lebanon tập kích tên lửa dữ dội dọc biên giới với Israel. Tờ The Times ở Israel đưa tin tên lửa bắn từ Lebanon tấn công các thị trấn Rosh HaNikra và Kiryat Shmona. Lực lượng Hezbollah thông báo đã bắn 30 tên lửa tự chế vào khu vực Kiryat Shmona phía bắc Israel nhằm đáp trả đợt không kích trước đó của quân đội Israel vào một ngôi làng thuộc vùng Bin Jebel, miền nam Lebanon. Phía lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận với hãng tin Reuters rằng số lượng tên lửa Hezbollah bắn nhiều hơn hẳn những ngày trước đây. Song song đó, IDF cho biết không quân và pháo binh nước này đã đáp trả mạnh mẽ, phá hủy nhiều mục tiêu của lực lượng đối địch tại miền nam Lebanon. Theo The Times ở Israel, bạo lực leo thang ở khu vực biên giới giữa Lebanon và Israel sau khi một cuộc tấn công được cho là của Israel đã giết chết một thành viên Hezbollah cũng như anh trai và vợ của anh trai của người này. Ít nhất 18 tên lửa đã được bắn vào vùng ven biển Rosh HaNikra
trong một cuộc tấn công mà Hezbollah tuyên bố là nhằm vào một căn cứ hải quân Israel trong khu vực. Trong khi đó, ít nhất 6 tên lửa được cho là đã bị hệ thống phòng không vòm sắt Iron Dome đánh chặn, một số tên lửa rơi xuống khu vực chống trải. Vài giờ sau, loạt đạn thứ hai được bắn vào thành phố Kiryat Shmona. Giới chức địa phương cho biết 6 tên lửa rơi xuống bên trong thành phố, gây hư hại các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng. 20.000 người dân ở Kiryat Shmona cùng với các thị trấn khác gần biên giới Israel đã được sơ tán do loạt tấn công bằng tên lửa. Hezbollah đã nhận trách nhiệm về các loạt tên lửa cũng như 3 máy bay không người lái có chất nổ tấn công khu vực núi Dok, nơi có một số thành viên IDF. Bên cạnh đó, Tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Hezi Halevi đã thị sát khu vực biên giới giáp Lebanon. Khi đến thăm trụ sở Bộ Chỉ huy khu vực phía Bắc, Tham mưu trưởng quân đội Israel khẳng định các lực lượng vũ trang nước này đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ. Đồng thời, tướng Halevi nhấn mạnh IDF cần chuẩn bị cho kịch bản tấn công Hezbollah nếu cần thiết. Kênh truyền hình Al Jazeera cùng ngày dẫn lời ông Benny Gantz, lãnh đạo Đảng Thống nhất Quốc gia Israel và là thành viên nội các khẩn cấp, nhấn mạnh tình hình ở biên giới nước này với Lebanon phải thay đổi. Theo ông Gantz, cơ hội đạt được một giải pháp ngoại giao với các nhóm vũ trang ở miền nam Lebanon dần bế tắc. Qatar cho biết, Quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani và Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa thảo luận về những nỗ lực chung nhằm xoa dịu tình hình và đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài. Cùng nhiều chủ đề khác liên quan đến xung đột Israel-Hamas, Nhà Trắng cũng cho biết hai nhà lãnh đạo đã bàn về nỗ lực bảo đảm tất cả con tin trong tay Hamas được thả, trong đó có công dân Mỹ. Ngoài ra, cuộc thảo luận còn xoay quanh chuyện thúc đẩy hàng cứu trợ nhân đạo cho giải Gaza. Qatar đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán gián tiếp trước đó giữa Mỹ, Israel và Hamas, góp phần dẫn đến thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài một tuần hồi tháng trước. Trong giai đoạn này, hơn 100 con tin đã được thả để đổi lấy các tù nhân Palestine. Các cuộc đàm phán mới đã diễn ra trong những ngày gần đây nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn tiếp theo và việc thả khoảng 130 con tin còn bị cầm giữ ở giải Gaza. Dù vậy, tiến trình đàm phán dường như đã bị đình trệ vì hai bên còn nhiều bất đồng. Trong bối cảnh trên, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF Hezi Halevi cho rằng chiến dịch quân sự của nước này nhằm vào Hamas sẽ kéo dài nhiều tháng. Theo Reuters, Israel trong tuần này đã đẩy mạnh hoạt động quân sự, nhất là tại khu vực miền trung giải Gaza. Quân đội Israel đã kêu gọi người dân rời khỏi khu vực này, dẫn đến phản ứng lo ngại của giới chức Liên Hiệp Quốc. Theo Bộ Y tế Gaza, do Hamas điều hành, tính đến thời điểm hiện tại, hơn 20.900 người Palestine đã thiệt mạng trong chiến dịch đáp trả của Israel. Trong khi đó, quân đội Israel kêu gọi những người dân sơ tán khỏi vành đai lãnh thổ rộng bằng trung tâm Gaza để di chuyển đến Deir al-Bala, một thành phố nhỏ gần đó. Deir al-Bala và Rafah, một dải đất nhỏ khác ở cực nam biên giới Ai Cập, đã rơi vào tình trạng quá tải người di cư. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tuần trước kêu gọi tăng tốc viện trợ Gaza tức thì, nhưng hiện có rất ít dấu hiệu về sự thay đổi. Liên Hiệp Quốc cho biết họ gặp khó khăn trong việc phân phối hàng viện trợ vì nhiều khu vực bị cô lập do giao tranh. Israel quy trách nhiệm cho Hamas về thương vong dân sự và các vấn đề nhân đạo ở Gaza, lập luận rằng nguyên nhân là Hamas sử dụng khu dân cư đông đúc và hệ thống đường hầm dưới lòng Gaza. Israel cũng cho biết họ đã tiêu diệt hàng ngàn tay súng Hamas nhưng không đưa ra bằng chứng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.